Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương và bốn đồng phạm cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Diễn ra vào ngày 21 tháng 9, đây là buổi xét xử được dư luận rất quan tâm, chờ đợi những tình tiết mới được tiết lộ. Đặc biệt, trong buổi sáng đầu tiên diễn ra phiên tòa, phía đại diện của nhà báo Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thêm hai tội danh. Người đại diện của nhà báo Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thêm hai tội. Đại diện của ông Nguyễn Đức Hiển vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tòa xác nhận lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển là bị hại trong vụ án đồng thời đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo không khai xin lỗi cải chính trước những phát ngôn sai sự thật ngoài ra đại diện của ông hiển còn đề nghị hội đồng xét xử khởi tố vụ án về hai tội làm nhục người khác và vu khống vì tại phiên tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng thủy tiên công vinh cho biết trước phiên tòa này vợ chồng thủy tiên đã có đơn tách một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại cụ thể là công vinh Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường 2,3 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cho rằng bà Phương Hằng đã trà đạp, gây cho ông những tổn thương. Đàm Vĩnh Hưng nói trước tòa, đến bây giờ vẫn có người nói những câu như ăn chặn tiền thư thiện, tôi đã bị ảnh hưởng, thiệt hại rất nhiều. Với tôi, kinh tế có thể làm lại được, nhưng danh dự tôi bị trà đạp rất nhiều. Tôi sẵn sàng hủy bỏ yêu cầu đòi bồi thường về vật chất, tôi chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng. Còn ông Nguyễn Đình Kim cho rằng ông tham gia livestream với bà Hằng hai buổi bởi ông là người bảo vệ quyền lợi ích cho các bị hại trong vụ của ông Võ Hoàng Yên nên tham gia cảnh báo công chúng không nên chữa bệnh theo phương pháp như vậy. Bên cạnh đó, khi trả lời hội đồng xét xử, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng vụ án đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng bởi ông Dũng đã cổ vũ về tinh thần đối với bà Hằng. Theo bà Ni, Ông Dũng từng nói, tôi sẽ ủng hộ vợ tôi tới cùng, nếu một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà. Bà Ni nói thêm, bà Hằng còn có hành vi vu khống tôi khi nói tôi là bồ của ông TTC, một cựu quan chức thành phố. Từ dưng tôi bị người ta chửi, tôi chỉ lên nói lại thì cho rằng vi phạm. Việc tách vụ án của tôi và vụ án này là hoàn toàn có lợi cho bị cáo Hằng và đồng phạm của bà ấy, chứ không hề có lợi cho tôi. Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu là đúng. Nhi cho biết mình là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng nên việc làm theo phân công của bà Hằng là bình thường. Cô nhờ bị cáo hỗ trợ cô livestream thì bị cáo hỗ trợ, đến mỗi buổi live thì bị cáo set up máy cho cô vì cô không biết đăng lên TikTok. Nhi cho biết ngoài bị cáo thì có Hà, Tân hỗ trợ. Tòa hỏi trong các buổi livestream này có ông Đặng Anh Quân tham gia không, thì Nhi cho biết ông Đặng Anh Quân có tham gia 11 buổi, còn nội dung mỗi buổi livestream quá dài nên bị cáo Nhi không nhớ ông Quân nói gì. Khi hỏi về ý thức, bị cáo cho rằng ban đầu chỉ nghĩ đó là công việc bình thường của nhân viên văn phòng. Đến khi bà Hằng bị khởi tố thì bị cáo cũng không biết vì sao như vậy. Bị cáo Lê Thị Hà cho rằng cáo trạng là đúng, nhiệm vụ của Hà là bố trí sắp xếp sân khấu, máy quay, đăng thông báo trên trang Hà Ly. Bị cáo lúc đầu chưa nhận thức được việc làm đó là sai, nhưng sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới nhận thức được việc này là sai. Còn bị cáo Huỳnh Công Tân cho rằng nếu như không có bị cáo thì bà Hằng vẫn có thể chỉ đạo nhân viên khác hỗ trợ live stream. Bất ngờ lý do ông Huỳnh Huy Dũng không đến tham dự phiên xét xử của bà Phương Hằng. Xuyên suốt từ khi bị khởi tố cho đến khi bị bắt tạm giam và xét xử, một nhân vật được déo tên khá nhiều, đó chính là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng của bà Phương Hằng. Người này thường xuyên cổ vũ tinh thần cho bà Hằng live stream với câu nói chấn động, tôi sẽ ủng hộ vợ tôi tới cùng, nếu một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà. Thế nhưng điều khiến cho dân tình không khỏi bất ngờ trong phiên xét xử này, tòa án triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng cùng 10 người đến phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Nhưng chỉ có hai nghệ sĩ đến tham dự phiên xét xử là ca sĩ Vi Oanh và Đà Vĩnh Hưng. Những người còn lại hầu hết đều ủy quyền cho luật sư, trong đó có cả ông Huỳnh Uy Dũng. Vậy đâu là lý do cho sự vắng mặt này của ông Dũng? Sáng ngày 21 tháng 9, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đây là vụ án được rất nhiều người quan tâm, nên từ 5 giờ sáng, hàng trăm người đã tập trung trước cổng tòa, theo dõi phiên xử. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm gồm Đặng Anh Quân, Tiến sĩ Luật, Giảng viên Đại học, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, bị truy tố trước tòa về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tụ tập trước cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên xử. Nhiều YouTuber cũng có mặt trước tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ sớm để livestream phát trực tiếp. Họ thi nhau quay bằng điện thoại mỗi khi có người dân phát biểu hoặc xe công vụ ra vào cổng. Đúng 6 giờ sáng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng hai xe đặc trùng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến tòa. An ninh bên trong và ngoài tòa đều được siết chặt, chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ, phóng viên báo chí và những người được triệu tập tham gia tố tụng mới được vào bên trong. Lực lượng chức năng được bố trí xung quanh trụ sở tòa và thiết lập nhiều hàng rào, yêu cầu đám đông giải tán khỏi khu vực trước phiên tòa phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng ba bị cáo là cấp dưới có một luật sư bảo chữa. Riêng bị cáo Đặng Anh Quân có ba luật sư là ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Thi Thắng, bà Lê Thị Quỳnh Anh thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 12 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh; bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo luật sư; ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng; bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh; ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh; bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dâu, bà Trương Việt Hà; ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và ông Nguyễn Đình Kim. Tuy nhiên, hầu hết những người này ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa. Chỉ có ca sĩ Vi Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tới tòa. Bà Đặng Thị Hàn Ni hiện đang bị tạm giam, cũng sẽ tham dự phiên tòa. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Phương Hằng cũng ủy quyền cho luật sư tham dự. Luật sư Nguyễn Thành Công cho biết nhà báo Đức Hiển vắng mặt và ủy quyền cho luật sư đại diện. Trong phiên tòa này, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, được hội đồng xét xử xác định là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định việc bà Hằng sử dụng các địa điểm tổ chức live stream không thông qua ông Dũng vì bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trong 57 buổi live stream của bà Hằng, ông Dũng có tham gia buổi live stream vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Song nội dung được Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xác định có vi phạm diễn ra trước khi ông Dũng có mặt. Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng cũng tham gia buổi live stream ngày 19 tháng 3 năm 2022. Nội dung buổi live stream này được giám định, không xác định có nội dung vi phạm. Từ kết quả điều tra trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thấy không đủ cơ sở để xem xét vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Cùng tư cách tố tụng như ông Dũng là ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiền, nhà báo, bà Trần Thụy Thị Tiên, ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà và Nguyễn Đình Kim. Tuy nhiên, trước phiên tòa này, luật sư Nguyễn Thành Công, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Đức Hiền đã gửi đơn kiến nghị lên tòa cho rằng tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định sai tư cách tố tụng đối với thân chủ ông. Theo luật sư Công, cần phải xác định ông Nguyễn Đức Hiền là người bị hại bởi khoản 1 điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra và thiệt hại này là khách thể trực tiếp của tội phạm, thì cá nhân đó được xác định là bị hại trong vụ án. Một số luật sư khác đang bảo vệ cho người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan cũng có qua đơn kiến nghị gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hội đồng xét xử xác định tư cách tố tụng của thân chủ của họ là người bị hại. Có thể thấy, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ ai dù ở vị trí xã hội nào có ảnh hưởng tới công chúng ra sao mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều phải đón nhận những hậu quả đích đáng cho chính bản thân mình. Bởi khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì công dân cũng phải tôn trọng quyền tự do được bảo vệ về danh dự nhân phẩm của chủ thể khác. Từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Hành vi phạm tội của bị cáo Phương Hằng liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội phiên tòa xét xử bà nguyễn phương hằng là sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của dư luận bởi các tình tiết nghiêm trọng có thể thấy phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật việt nam bất kỳ ai dù ở vị trí xã hội nào có ảnh hưởng tới công chúng ra sao mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều phải đón nhận những hậu quả đích đáng cho chính bản thân mình những thông tin mới nhất liên quan tới phiên xét xử nguyễn phương hằng sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại